Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm là quy định về đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan. Nghị định gồm 5 chương, 58 điều, so với Nghị định 102-2017 đã bổ sung mới 12 điều, bãi bỏ 9 điều, bổ sung phụ lục về các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm. Hội nghị đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến một số quy định về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tác động của nghị định đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng và làm rõ thêm một số điểm mới tại nghị định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các bộ ngành cần tăng cường công tác phối hợp với các địa phương nhằm nghiên cứu triển khai thực hiện đồng bộ để bảo vệ tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký biện pháp bảo đảm.